Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Trong video này thì mình sẽ nói về một chủ đề mà chắc hẳn là rất nhiều bạn quan tâm, đó là học đọc hiểu có cần thiết phải học mẹo hay không. Nếu các bạn là học viên online ở các lớp N2 hoặc N1 của mình thì các bạn sẽ thấy một điều rằng là trong các lớp dạy online thì mình rất ít khi dạy mẹo đọc hiểu. Thường thì mình chỉ chêm chèn vào một số cái kỹ năng hoặc là một số cái mẹo với từng cái bài cụ thể để các bạn từ đó suy ra thôi. Còn cái mà mình đặc biệt chú trọng và muốn các bạn làm tốt đó chính là cái kỹ năng phân tích câu để hiểu đúng ý của người viết. Nếu các bạn làm đề từ N3 trở xuống, khi mà cái trật tự câu ấy nó còn khá là đơn giản thì các bạn có thể áp dụng một số cái kỹ năng, ví dụ như là tìm từ khóa chính trong đoạn văn, hoặc là dựa vào cái từ nối, hoặc là tìm những cái phần đại từ, ví dụ ở cái vế trước và vế sau trong cái phần gạch chân, để có thể lược bớt đi việc phải đọc một cái đoạn văn dài và thời gian làm bài sẽ nhanh hơn. Còn vấn đề đọc hiểu N1, N2 thì mình dám chắc là bạn sẽ phải đọc tầm khoảng từ 85% nội dung của bài đọc trở lên thì mới có thể hiểu ý được, trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như là dạng bài tìm kiếm thông tin, hoặc là với những câu hỏi liên quan đến phần gạch chân, đại từ, chỉ thị thì các bạn có thể dựa vào cái phần trước và phần sau trong cái nội dung đoạn đấy để các bạn tìm ra đáp án. Còn những trường hợp còn lại, phần lớn là các bạn sẽ phải đọc từ 85% nội dung trở lên mới có thể hiểu ý được. Thậm chí còn những trường hợp bạn đọc hết cả lượt một bài 100% nhưng vẫn chưa chắc đảm bảo là bạn hiểu đúng ý của người viết. Bởi vì là với cái trình độ này thì cái yêu cầu bắt buộc đối với các bạn là đọc và hiểu. Đó mới là cái điều cốt lõi. Và khi mà chúng ta ở trong phòng thi ấy, cái việc chúng ta tăng tốc độ đọc nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta lược bỏ bớt được bao nhiêu phần. Bởi vì có đôi khi ấy, cái phần mà chúng ta nghĩ là nó không quan trọng và chúng ta lược bớt đi không đọc để tiết kiệm thời gian ấy, nó lại là cái phần quan trọng, nó đưa ra những cái gợi ý trong cái câu trả lời cho chúng ta. Nên cái ưu tiên quan trọng là tăng tốc độ đọc lướt. Trước khi chúng ta nghĩ đến cái phần mẹo thì chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể tăng tốc độ đọc lướt, đọc nhanh nhưng mà vẫn đảm bảo hiểu ý. Tiếng Nhật ý, thì nó có một cái trật tự logic nó khác rất nhiều, đi ngược lại so với tiếng Việt và tiếng Anh. Cái thành phần bổ ngữ rồi các cái dịch sắc giữa các câu nó cũng khác rất nhiều. Nên về cơ bản ý, là tiếng Nhật chúng ta sẽ phải dịch từ dưới đuôi câu dịch ngược lên. Và để đọc nhanh thì trước tiên là chúng ta phải hiểu đúng ý của người ta đã, đúng ạ. Giống như là để chạy được á, thì trước tiên là phải biết đi đã. Các cụ thường hay có câu là chưa biết bò đã lo chạy. Đó là cái dùng để nói cái nghĩa là chúng ta đốt cháy giai đoạn. Thế nhưng mà với cái trường hợp đọc nhiều thì các bạn cố gắng đừng đốt cháy giai đoạn. Trong lúc luyện tập, hãy cố gắng tập dịch, phân tích câu cẩn thận. Và khi đã làm như vậy quen rồi ấy, bạn sẽ quen với cái lối hành văn, quen với cái phần trật tự bổ ngữ trong tiếng Nhật, và từ đấy các bạn mới có thể lướt nhanh được. Và ngoài ra cái cách mà chúng ta làm như thế này ấy, nó cũng sẽ là một cái cách rất là hiệu quả để giúp cho các bạn học từ vựng cũng như là học ngữ pháp. Bởi vì là lúc này cái từ vựng và cái ngữ pháp đấy nó đã được ứng dụng vào trong một cái câu văn thực tế, và nó sẽ khác rất nhiều so với những cái công thức ngữ pháp mà chúng ta đã học ở trong cái phần ngữ pháp riêng biệt. Vậy nên là chốt lại cái yêu cầu đầu tiên với phần đọc hiểu là hãy ưu tiên vào cái việc làm thế nào để có thể đọc nhanh, tăng tốc độ đọc. Và để tăng tốc độ đọc thì trước tiên hãy luyện tập từ cái bước đi đã, là chúng ta phải tập cách phân tích, tập cách hiểu bố cục, ngắt câu, hiểu đúng ý, và dần dần từ đó thì chúng ta mới có được một cái phản xạ đọc nhanh. Cái khó thứ hai mà mọi người thường hay kêu đó là tại sao mình đọc mình hiểu đúng ý của tác giả, trong cái phần bài đọc đấy không một cái từ mới nào mình hiểu đúng ý, vậy mà đến lúc chọn đáp án mình vẫn chọn sai. Câu trả lời ở đây là: một là thực ra các bạn chưa thực sự hiểu ý của người ta đâu, các bạn mới chỉ hiểu sơ sơ, mang máng là như vậy thôi. Còn cái mấu chốt ngắn gọn, cái điều mà họ muốn nói thực sự ấy, thì bạn chưa hiểu. Và một cái lý do nữa là lúc lựa chọn đưa ra đáp án ấy, thì bạn lại đưa cái cảm tính suy luận của mình vào trong câu trả lời. Trong cái lớp đọc hiểu ấy thì thường mình hay nhắc mọi người đó là chúng ta thường sẽ có 4 đáp án, và trong 4 đáp án đấy thì các bạn sẽ có 2 đáp án loại được ngay bởi vì những cái lỗi sai nó hiển thị rõ ràng. Còn 2 đáp án còn lại thì người ta sẽ khiến cho bạn phải phân vân vì thấy là ôi sao cái phần nào nó cũng đúng. Vậy thì nhiệm vụ lúc này của các bạn ấy là các bạn sẽ phải tìm ra cái điểm khác biệt giữa 2 cái đáp án này, và từ đấy các bạn quay trở lại cái phần nội dung
và gạch ra cái ý nào sai và nó sai vì cái điểm gì. Tức là mình phải chỉ rõ ra cái lỗi sai của nó dựa vào khách quan câu chữ ở trong bài đọc, chứ không phải dựa vào cái phần suy luận của bản thân mình. Thế nên khi mà chúng ta làm bài đọc ấy, các bạn càng gạch chân nhiều, gạch chân những cái từ vựng quan trọng này, hoặc là gạch chân những cái chỗ cần chú ý này thì càng tốt. Bởi vì cái này nó sẽ giúp cho các bạn có một cái tư duy tổng quát, logic về một vấn đề nào đó. Và để khắc phục cái vấn đề này thì không có cách nào khác ngoài cái việc là chúng ta phải luyện đọc nhiều. Để cải thiện kỹ năng đọc thì các bạn phải chăm chỉ luyện đọc. Một người mà cả đời ấy, rất ít khi đụng đến sách để đọc, thì khi nhìn một cái bài đọc hiểu ấy, toàn chữ sẽ cảm thấy rất là ngại đọc. Và theo thống kê ấy, người Việt Nam mình nói chung là rất lười đọc sách. Chúng ta thường hay đọc những cái status trên Facebook hoặc là đọc tin tức ngắn nhiều hơn. Chứ đọc sách để chúng ta thực sự suy ngẫm, phân tích thì hầu như là rất ít. Việc đọc sách sẽ giúp cho bạn mở rộng cái vốn từ vựng. Và trong lúc đọc ấy thì cái não của chúng ta nó sẽ cùng một lúc nó tiếp nhận thông tin và phân tích cái thông tin đó để hiểu cái điều tác giả muốn nói là gì. Và thực ra đấy cũng là cái công việc đọc hiểu. Nên nhiều khi với những cái cuốn sách chúng ta đọc bằng tiếng Việt thôi, nhưng nếu như nó là một cái nội dung không thuộc về cái lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, nó là những cái nội dung khó, thì cũng chưa chắc là chúng ta đọc chúng ta đã hiểu được. Huống hồ là chúng ta đọc một cái nội dung gì đó bằng tiếng Nhật. Nên mình nghĩ rằng là cái đầu tiên để chúng ta có thể làm tốt cái phần đọc hiểu, đó là chúng ta tập cái thói quen đọc sách. Đọc sách tiếng Việt cũng được, và muốn nâng cao hơn nữa thì đọc sách bằng tiếng Nhật. Đọc xong một đoạn, chúng ta dừng lại để ngẫm xem là cái tóm tắt, cái ý chính của cái đoạn vừa rồi là gì. Và các bạn tóm tắt nó chỉ bằng một hai câu ngắn gọn thôi, thì đấy là chúng ta đang luyện đọc hiểu. Mình không phủ định vai trò của những cái mẹo hoặc là những cái tip khi mà chúng ta làm bài đọc hiểu. Nhưng dù sao thì những cái kỹ năng cũng như là những cái tip, những cái mẹo đó, nó chỉ là một cái công cụ để giúp cho các bạn làm nhanh hơn, tăng tốc hơn một chút trong cái phần thi thôi. Nhưng với cái điều kiện là các bạn phải sử dụng nó đúng cách, chứ không phải tất cả những cái tip để chúng ta đều bê nguyên si như vậy được. Còn nếu như vốn dĩ cái kiến thức nền tảng của các bạn đã bị yếu rồi, các bạn đọc mà không hiểu cái câu đấy tác giả muốn nói cái điều gì, thì dù có áp dụng cái tip hay cái mẹo nào đi chăng nữa thì cũng đành chịu. Nên cái gốc đầu tiên mà bạn phải học đó là phải làm sao để đọc, hiểu, tăng tốc độ đọc lên. Rồi mới đến bước là chúng ta áp dụng mẹo, và áp dụng này phải áp dụng một cách nó linh hoạt, chứ không thể bê nguyên si cho tất cả những cái trường hợp được. Chốt lại cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn qua cái video này về cái việc làm thế nào để có thể đọc hiểu tiếng Nhật tốt, đặc biệt là với những bạn đang học tiếng Nhật ở trình độ N2 và N1. Đó là các bạn phải tập trung vào cái việc phân tích câu, tập đi từ những cái bước nhỏ, từ lúc đấy mới chạy. Hai là khi mà chúng ta lựa chọn đáp án để cái bước mà để xuất vào á, là chúng ta phải chọn cái đáp án bằng cái sự khách quan, dựa vào cái phần câu chữ, ngữ nghĩa ở trong bài để phân tích, chứ không đưa những cái cảm tính của chúng ta vào. Và cái điều cốt lõi đó là chúng ta cần phải tạo được một cái thói quen đọc sách. Đọc sách thường xuyên, đọc cả sách tiếng Việt lẫn sách tiếng Nhật, để giúp mở rộng cái vốn từ của chúng ta. Và thứ hai nữa là cái đọc sách cũng là một cái quá trình để chúng ta rèn luyện đọc hiểu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!